hai các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha thì à, có một bạn à, bạn hỏi Tân là có tin là trên đời này có một cái thế giới nó song song mà thế giới này cái mô hình của nó gần như là thế giới của loài người à, nó giống như thế giới của loài người mình nhưng mà nó là thế giới của người âm đôi khi nó cũng giống y chang À, tất cả những gì mình thấy ở ngoài đường chỉ là nó âm trì địa ngục thôi. thì à, thật sự mà nói thì cái câu hỏi này á, à, tân chưa dám trả lời mà hôm nay thì tân nói bạn nghe là cũng như bạn mà hỏi câu hỏi đó, đó. tân tin trên đời này có một cái thế giới song song nhưng mà thế giới song song của tân nó không giống thế giới của bạn à mỗi người có một cái lòng tin hoặc là có một cái kinh nghiệm hay một cái trải nghiệm nào đó làm cho bạn cảm thấy là, là cái thế giới song song nó nó khác biệt so với thế giới của mình thì giới tân tân nghĩ là mỗi vùng miền nó đều có một thế giới song song theo kiểu của nó à chứ không phải là nó giống nhau trên toàn địa cầu chính vì vậy mà thế giới tâm linh nó mới bí hiểm chứ còn mà nó giống hết á, thì hầu như người ta sẽ nói y chang nhau nhưng mà người dùng này kể khác người dùng kia à người quốc gia này kể khác quốc gia kia thậm chí tôn giáo họ cũng có những cái loài ma quỷ à, nó khác nhau hoàn toàn thì có một cái thế giới nào đó tùy dùng miền nó khác nhau cho nên là ma quỷ và những cái linh hồn hay câu chuyện ở đó nó không có giống nhau thì câu chuyện ngày hôm nay tân gửi đến cho bạn đó cũng như là tất cả các bạn à về một cái thế giới song song liên quan đến tâm linh Câu chuyện này Tân được biết vào à, cái thời gian khoảng năm 2002 à, Cái thời gian này thì Tân vẫn còn à, nhỏ cũng chưa có lớn à, Chưa có ra đời à, kiểu như là đi làm gì đâu Thì lúc bấy giờ Tân có nghe một câu chuyện à, Câu chuyện này cũng từ một cái người làm thiện pháp Ở cái nơi mà Tân biết thực ra thì bác là một trong những người thầy pháp tân tin tưởng nhưng mà tân cũng quen nhiều người thầy pháp trước đó thì dường như là họ có cách sống cũng như là cách suy nghĩ giống như bác à, và họ cũng trải qua nhiều câu chuyện mà họ cũng có kể cho tân thì tân cũng có một cái vốn à, chuyện tâm linh trước khi tân gặp bác tân vẫn kể các bạn nghe trong suốt cái thời gian mà tân chưa có những câu chuyện của duyên thầy pháp thì hôm nay là một câu chuyện của một người thầy pháp mà tân biết À, trước đó thì ông này ông gọi là ông be à, be đen phải là ông bự mà ông hay chọc mấy đứa nhỏ trong xóm mà ông giả tiếng mấy con dê á kêu be be cho nên mình gọi là ông be thì ông này á, là ông mở quán cà phê cốc à, ở trong cái hẻm thì tụi mình thường ghé đó để mà chơi mua kẹo rồi uống nước này kia nọ các cái thì ông này ông thích trẻ con lắm bạn và ông làm thì pháp dường như là cả cái khu đó ai cũng biết ông be này làm thầy pháp hết á nhưng mà người ta thương người ta tin dữ lắm bởi vì ổng giống y chang bác trong duyên thầy pháp có nghĩa là ổng cũng ăn chai trường ổng không có ăn mặn mà ổng cũng không có sát sanh và cuộc sống của những người thầy pháp ấy, mà giống như bác hay các ông be mà tân sắp kể cho các bạn ấy, dường như là họ chọn cách sống vừa đủ họ không có cần quá giàu sang và họ rất sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp chuyện tâm linh để mà họ lấy cái phước đó cho họ thì uh, kỳ đó là ông kể một cái câu chuyện cho mấy bà nhiều chuyện trong xóm thì tụi mình con nít cũng ngồi đó nghe chung thì ông có một cái uh, chuyện lại vậy. ngày đó có một cái gia đình gia đình này rất là giàu nhà là lúc đó là biệt thự thì gia đình này mới mời ổng thông qua những cái người quen biết về thế giới tâm linh mời đến nhà thì khi đến nhà ổng bất ngờ với những người trong nhà này là họ mua sẵn giấy tiền vàng bạc họ mua nhang rồi họ mua trái cây hoa quả họ nấu nồi thịt kho hộp vịt rồi họ làm gà rồi chai mặn lẫn lộn hết thì ổng không hiểu là 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 tại sao cái gia đình này tự nhiên mình mới vừa tới mình chưa hiểu chuyện gia đình gặp là chuyện gì mà mình cũng đâu có biểu cúng gì đâu mà sao gia đình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Thì ông thắc mắc, ông mới hỏi Thì gia đình nó mới nói rằng là về chứ thầy tới đây làm gì thì ông be này ông cũng ông cũng kiểu như ông cũng bất ngờ ông kiểu như ủa sao tự nhiên mới tới thì có chuyện gì phải kể cho ông nghe chứ chứ mấy người tự động làm bàn cúng hết thế ông nói là tôi đến đây là phải để cúng đâu tôi đến đây là tôi nghe cái câu chuyện của gia đình bị chuyện gì liên quan đến tâm linh để mà tôi giúp gia đình chứ không phải là tới đây để mà ăn cổ hay là cúng kiến gì hết thì các bạn biết đây là một trong những cái điều mà cũng là điều gọi là rất là phản cảm khi mà có nhiều người người ta sử dụng tâm linh để người ta lừa người khác thì thường như cái nhà này chắc cũng gặp những người giống như vậy trước đó trước khi gặp cái ông be thầy pháp này thì chắc là họ tới họ kêu bày mâm cổ rồi để mà cúng dường tiền bạc rồi họ dơ vét những cái món đó về nhà cho nên gia đình này người ta đề phòng người ta đề phòng người ta muốn cho xong công chuyện tâm linh của người ta cho nên người ta chuẩn bị trước hết đi để mất công đòi hỏi người ta chuẩn bị lúc đó không kịp thật ra có một số gia đình người ta khá giả người ta không có thiếu tiền nhưng mà ta cần thời gian à, có nhiều thầy pháp tới à, để mà lừa đảo thì tới nhìn cái nhà đủ giàu không nếu mà giàu bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra hết bắt đầu mè nheo này nọ đó. Cho nên là những cái người trong gia đình này người ta đi trước một bước Người ta chuẩn bị hết cơm chai, cơm mặn, chuẩn bị hết để có cần gì cúng luôn Đó. Thì ông Ben này mới vô ông nói là Cái đầu tiên là cần một bình trà Còn cái băm cúng này là dọn hết xuống dưới bếp đi Quan trọng là nghe câu chuyện gia đình này bị cái gì cái đã Thì lúc này gia đình thấy ông này cũng lạ Đó. Không biết là có bày trò gì hay không, tiền bạc gì hay không nữa. Đó. Thì vô gia đình mới chuẩn bị cái bình trà ra tiện mới hỏi là bây giờ ai là người bị chuyện tâm linh thì đại diện là cái cô đó là giống như là mẹ của những người còn lại đó là người lớn nhất trong nhà thì mới kể ra sự việc là tầm đầu tháng 11 của năm đó là chồng của bả là một cái ông mà thích đi sưu tầm những cái món đồ quý thì ngày đó là ông mới nghe bạn bè ở đâu nói á, là ở Tây Bắc tháng 11, tháng 12 là cái mùa của con sâu chích. Sâu chích đó, à, y chích. Thì cái con sâu này đó là cái, nó được đẻ ra từ trứng của một loài bướm trắng. Thì cái mùa sinh sản của nó là tháng 11, tháng 12. Ở Tây Bắc là một đặc sản. Thì nó đẻ trứng ở trên cây chích. À, cây chích là cái cây mà người ta làm chổi trà đó, làm chổi quét nhà đó ngoài ra nó còn có ở trên tre nứa và một số loại cây khác nữa thì à, người ta lấy cái con sâu này đó để mà người ta ngâm rượu nó trị cho bệnh dạ dày nè rồi nó làm cho đàn ông sung mãn hơn à, làm cho da dẻ phụ nữ tốt hơn đàn hồi hơn thì à, cái tháng 11 tháng 12 là cái mùa của con này nó sinh sản thì qua lời bạn bè sau đó thì ông nhà này á Ông chồng của cái bà kể chứ, thì mới đi lên Tây Bắc để mà thu nhặt cái con sâu nó về ngâm rượu. Thì đây là thú vui của những người cao tuổi mà khi mà họ không có còn đi làm nữa. Bị vì nhà thì cũng rất là giàu, à, con cái cũng thừa hưởng cái cơ nghiệp làm ngày càng nên. Cho nên là ổng lo đi thăm thú, đi tìm những cái đồ bổ, tẩm bổ ổng thì thường ổng đi hàng năm ổng đi là ba bốn tháng là chuyện bình thường nhiều khi ổng không điện về nữa tại bạn biết ở trong rừng trong rú thì nó không có sống mà đặc biệt cũng thời gian đó là cái việc mà liên hệ liên lạc nó cũng khó khăn nhưng mà kỳ này ổng đi ngay tháng 11 mà trước khi đi ổng có nói với lại vợ là cái bà đang kể cho ông thầy pháp của của mình nghe đó là ổng đi ổng cố gắng làm sao đó mà mong trời thương trời độ để mà tháng 11 mình vừa tới cái là cái mấy con nó đẻ luôn là có mấy con sâu đó luôn ông bắt về đâu đó một hai kg ba bốn kg gì đó ông ngâm rượu để mà đến tập tầm, tầm độ tháng giữa giữa tháng 2 là vô tết à, là ông mời bạn bè qua nhậu cái cái rượu mà cái con sâu chích đó thì bạn biết là chính vì cái lời nhắn đó à, cho nên là bả cứ hồi hộp bả đợi ông về vợ chồng mà các bạn chỉ còn ổng không nhắn thì ổng không uh, nhắn thì bà đâu có hồi hộp. Thì qua tới tháng 12 rồi. Thì cũng không thấy ổng uh, liên hệ lại. Ổng đi biệt tích đâu mà không thấy ổng liên hệ lại. Thì lần cuối cùng ổng liên hệ thì ổng nói rằng là cái người dân địa phương ở đây có cái người nói là đi sâu vào trong rừng tìm một cái loại nấm quý, à, nấm linh chi gì đó. Mà nó rất là quý, nó mọc tự nhiên trong rừng. Mà nếu như mà tìm được cái nấm nó về ngâm rượu đó mà nó còn ghê gớm hơn cả con sâu chích nữa nhưng mà phải đi đi, ngày đi đêm ở trong rừng cho nên là ổng không có liên hệ được có gì ổng về tới bản làng hay về đến thành phố thì ổng điện cho chứ đừng có lo nhưng mà ổng đi miệt mài vậy đó à, không thấy ổng điện về thì trong nhà con cái cũng quen rồi thấy ông này ổng đi hàng năm ông đều đi vậy hết ổng đi rừng này ổng đi chỗ kia suối nọ để ổng tìm đồ quý nhưng mà riêng lần này là là bà nhà bà lo trong lòng cái sống sang như là lửa đốt vậy bạn thì bạn biết cái tình trạng này giác quan thứ sáu hay là một cái cảm giác tương thông khi người thương người đầu ấp tay gói và người thân của mình gặp cái chuyện gì đó là trong lòng mình nó, nó rộn ràng nó khó chịu dữ lắm bà lo bà lo thì bả có tâm sự với con bà thì mấy đứa con nó thôi mẹ đừng có lo quá nhiều khi năm nay đến tuổi à, mẹ nhớ ba vậy thôi chứ còn ba đi hoài gì ba suốt ngày ba đi tìm độ quý năm nào cũng đi hết nhiều khi có năm nó đi hả miệt mài luôn bà nói bà biết nhưng mà sau lần này bà lo quá lần này lo quá đó thì lúc đó là mấy đứa con nó cứ chứng ngang hoài thì đến một cái hôm à, khoảng giữa giữa tháng 12 đó đến cái hôm đó là buổi tối hôm đó bà ngủ không có được Bà mới nhìn ra ngoài cái cửa cổng nhà Thì cái cổng nhà hồi xưa đó các bạn à, Dù biệt thự mình dùng từ biệt thự thôi Nhưng Mà cái cổng nhà nó giống như là Cái cửa nó cũng vừa phải Mình nhìn ra mình thấy người đứng ngoài cửa đó. Thì bà nhìn ra Bà thấy chồng bà đứng ngoài đó Nhưng mà hình hài Thì nó ghê rợn đó à, Áo quần tèm đem cũ hết rồi Ông đứng ông khóc Ông dụi mắt ông khóc ngay trước cửa nhà Mà lúc bà chưa có ngủ Bà mồm một bà nhìn thấy chồng bà đứng ngay trước cửa đó Bà mới hoảng quá bà chạy xuống bà mở cửa thì Không có thấy tâm hơi ổng đâu nữa hết à, Thì lúc này bà có cái điềm rồi Thì bà mới gọi cho thằng con lớn Bà nói chắc ba mày chết rồi Tao thấy ổng về trong hình hài ghê quá mày ơi Tao chưa có ngủ Tao còn tỉnh mà tao thấy ba mày về đứng trước cửa đó Bây giờ sao đó à, Thì con lớn mới qua chứng an mẹ nhưng mà qua nhìn cái thái độ của bà thì làm như người con cũng tin Thì mới gọi anh em trong nhà tụ, tề tụ về liền trong đêm Thì tề tụ về con cái thì nói chung họ cũng tin Nhưng mà họ cố họ chứng an chứ lúc này bạn biết rồi Những ai gặp chuyện tâm linh thì họ không biết cách giải quyết liền ngay lúc đó đâu Ai à, cố chứng an thì gia đình ngủ chung với nhau luôn ngày hôm đó Ở bên đó ngủ với mẹ mình thì hôm sau bà mới đi chợ bà cố gắng bà, bà, bà tự bà dằn lòng cái chuyện đó chỉ là cái chuyện qua mắt thôi nhiều khi ăn xin ăn mày tao đi ngang thôi thì bà cố đi chợ cho mấy đứa con nó có bữa cơm nó tề tổ ăn sẵn bàn luôn cái chuyện đó thì bà mới đi ra thì chồm sớm đó, đêm hôm có người nhìn thấy là nửa đêm gia đình mở đèn con cái tề tụ thì bạn biết buổi tối tề tụ giờ đó là chuyện không lành cho nên những người lớn trong xóm mới hỏi bà là chuyện gì xảy ra thì bà buộc miệng bà nói là đêm qua bà thấy vậy đó, đó thì nhiều người trong xóm lớn tuổi á, mới nói rằng là bây giờ chuyện xui rủi hay không không biết Nhưng mà giờ chị về á, chị lập cái bàn cúng đi chị để cặp đèn á, rồi sau đó làm đúng lễ để di ảnh ảnh lên thắp cây ngang gọi tên ảnh còn nếu chị có lòng chị mời thầy về à, thầy tụng á, trên chùa về để gọi tên ảnh nếu ảnh còn sống đó thì mình không nói còn nếu ảnh mất rồi đó là nội trong ngày đó anh sẽ nghe anh về nhưng mà anh về được rồi anh sẽ đi anh về rồi anh sẽ đi liền nhưng mà, mà ít ra mình biết là anh mất hay còn đó là cái tục sau đó trong cái sớm của cái cái cái, cái bà, bà đó. đó thì bà về bà nói con cái thì con cái lúc đầu cũng phản đối dữ dằn lắm tại ba chưa chết mà chuyện cũng chưa có rõ ràng nhưng bà làm trận làm thượng đó các bạn thì mấy đứa con nó mới chuẩn bị cái bàn cúng lập đèn đốt đèn hoa này đủ cái trái cây đầy đủ thì khi mà đốt xong vậy đó là buổi trưa hôm đó thôi chứ cũng không đến tối nữa bà vô bà nằm dẫm bà ngủ hiu hiu mà thấy ổng về lần này về ổng nói ổng nói là nhờ bà cúng mà tôi về bà gọi tên tôi nghe tôi về mà tôi bị người ta dẫn đi rồi à tôi về xíu tôi bị người ta dẫn đi rồi tôi chết ở cánh rừng đó, đó. tôi chết kế bên cái 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 hòn đá đó bà tìm người đem xác tôi về tôi chết lâu rồi xác tôi bây giờ còn cái bộ xương thôi còn cốt thôi bà phải tìm người đem xác tôi về hồn tôi bị giam ngay đó luôn những cái người mà giam tôi đó là họ không có bận đồ mà cái người dẫn tôi vô rừng là chưa có chết người đó cũng đang tìm tôi nhưng mà không thấy nhiều lần tôi nghe cái người đó kêu tên tôi mà tôi với người đó như là âm dương cách biệt không có cách nào mà tôi hiện hồn tôi báo cho người đó hết Mà tôi bị Cái hồn tôi bị giam kế bên cái xác luôn Ở trong cái rừng đó mà tôi không thể nào Tôi về được Cho đến khi mà tôi thấy được cái 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 Bà kêu tên bà cứ nhớ đến tôi Tôi thấy được tôi mới về được với bà Nhưng rồi tôi phải bị bắt hồn lại thì bà này bà, bà, bà thức dậy bà tỉnh dậy bà mới kêu con cái lại bà nói y chang vậy bà nói y chang vậy thì lúc này bạn biết là con cái không biết cách nào để ra tây bắc bởi vì lúc này mới biết là mình vô tâm với người nhà của mình tụi mình cũng vậy các bạn nhiều khi những người lớn tuổi họ chơi với ai ba mẹ em chơi với ai mình không biết nhiều khi mình có nghe mang máng cái tên đó đó chứ mình không biết cho đến khi gặp chuyện đó thì lúc này là không biết địa chỉ nhà ta đâu đó thì chính vì vậy mà những người con họ cũng tứ tán ra Họ mới mời thầy Pháp Để mà giống như là nhập hồn gọi hồn cầu cơ Để cho cái dông hồn của ba họ về Họ tìm cái để họ hỏi thêm về cái chi tiết Bạn biết phụ nữ lớn tuổi mà Gặp những chuyện tâm linh thì kể Có đầu không có đuôi kể đuôi mất đầu Khúc giữa quên luôn thì coi như là cũng không có được cái, cái được cái gì Đó thì mới mời nhiều người thầy Pháp về nhưng mà người ta toàn là đòi lợi lộc không à đòi cúng này kia không à cho nên cũng không có ai biết được cái tông hơi của ông này đâu cho đến khi cái ông be sớm mình đó ông được mời qua thì ông nghe cái câu chuyện đó ông nói rồi tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi vậy bây giờ cái bàn cúng là đây đó phải không là hình ảnh ảnh đây đó phải không nói rồi đúng rồi 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 vậy bây giờ đó mình ra mình không cần phải làm gì hết trơn á mà mình ra mình đem cho tôi một ít là người trong nhà mình đó, đem ít rượu mà ổng hay ngâm đó cho tôi xin ba chung là xin ba chung rượu ổng để ba lá bùa dưới ba chung rượu ổng đọc ổng đọc xong cầu ổng chịu cái hồn của cái ông chủ nhà về thì ổng chịu ổng gặp ổng chịu được ổng gặp nói ổ đi đâu mà sao không về nhà đi đâu sao không về nhà mà sao hồn có thể về được sao ổng về thì ông nghe được cái hồn ông này mới nói là tôi muốn về lắm mà mỗi lần được đọc tên chịu thì tôi về được ngay. Nhưng mà sau đó hình như tôi không xuống địa phủ mà tôi cứ đứng tôi nhìn cái cốt của tôi hoài à. Còn những cái người xung quanh giữ tôi thì họ không bận đồ mà họ cũng không cùng thời với tôi. Tôi nói cỡ nào họ cũng không nghe. Và tôi nghe những người đang đi tìm cái xác của tôi luôn. Nhưng mà tôi không thể nhìn thấy được Chỉ nghe được họ thôi mà Giống như hai bên cách biệt không nhìn thấy nhau à, Thì ông bè mới hỏi vậy Chứ bây giờ ông có biết được cái ngày mà ông chết ngày nào không Rồi cái địa điểm, cái tên, cái chỗ ấp xã Cái người mà dẫn ông đi ông còn nhớ không Thì cái ông này ông nhớ Ông nhớ cái hồn nó nhớ thì ông biên ra Ông biên ra ông mới kêu con cái bay ra ngoài Tây Bắc tìm thì ra đó đúng là tới ngay cái vị trí đó cái làng đó thì có một cái ông ông là người dân tộc ở đó thì ông mới nói là ông có dẫn cái người này vô rừng để tìm một cái loại nấm ở trong đó mà lúc đó là bị gì cái con sâu chích nó cũng chưa có à cho nên mới tìm loại nấm đó trước thì trong quá trình đang đi nhìn lại á thì cái ông này mất tiêu à ông này mất tiêu không có nhìn thấy cái cái ông chủ nhà này đâu thì ông này đi tìm ở khắp nơi trong rừng không có thì ông về ông báo chính quyền địa phương liền thì chính quyền cho người vô tìm nhưng mà tìm cả tháng nay rồi không có cũng cái con đường mòn nó cũng bao nhiêu đó mà không có à không có thì lúc này là ông bè ông mới nói là phải thôi bây giờ vậy ông chịu khó ông, ông đi với tôi vô đúng cái chỗ mà lần cuối cùng lần cuối cùng ông nhìn thấy cái ông chủ nhà này nha đó thì lúc đó mới đi vô cái chỗ lần cuối cùng mà bị mất nhau đó các bạn thì ông Ben này ông lập thêm một cái bàn ở ngay đó nữa để ông chịu cái hồn lên thì khi chịu lên thì thấy thì thấy được cái cái trong chủ nhà ở trong đó ông nói bây giờ tôi thấy được được thầy rồi nè đó thì cái ông thầy pháp ông Ben nói là vậy lúc đó tại sao ông ông đi đâu mà ông ông, ông không thấy ông thấy được cái ông dẫn đường ông chưa, ông thấy được người nhà ông chưa, thì cái ông mà mà chết, đó, cái hồn á, nó nó thấy được cái ông dẫn đường rồi, à ông thấy ông dẫn đường rồi, còn người nhà đứng xung quanh mà sao không thấy? Cho ông dẫn đường thì ông không thấy được cái hồn ma, chỉ có ông ông ba thầy pháp thấy thôi. Thì cái hồn nó mới kể là ngày đó nó nó đang đi sau lưng của ông dẫn đường, à đi sau lưng ông dẫn đường, mà ông này ông hỏi hoài. Ông hỏi bao giờ tới bao giờ mà mà mình mình hái được cái nấm đó rồi cứ hỏi vậy đó thì trong lúc đang đi thì thấy ở dưới chân mình là có một cây nấm cho nên mới đưa tay xuống chụp cái cây nấm đó chụp cái cây nấm đó nhưng mà chụp chụp tự nhiên chụp trong không khí vậy bạn à, có nghĩa mình thấy rõ ràng mười mươi gì đó mà chụp thì không không khí mà ngước lên cái là thấy cái bóng ông dẫn đường đi xa rồi mà sao kêu kêu gào cỡ nào kêu chạy theo mà thấy cái hình ảnh cứ sai dừng sai dừng cho đến khi qua một cái khúc đèo cái một cái khúc mà hòn đá thì khi mà vẽ qua thì thấy xác của mình nằm ngay đó là lúc mới chết rồi đó là thấy xác mình nằm ngay đó thì có những người không bận đồ tới dẫn cột vô trong cây cứ vậy mà qua bao nhiêu tuần bao nhiêu tháng nhìn thấy cái xác thối rửa do động vật con trùng dồi nó ăn cái xác đó mà đau đớn vô cùng thì ngày đó mới nghe cái tiếng ai kêu tên mình nghe tiếng ai kêu tên mình thì quá ra người vợ bà bà vợ bà nhớ đó và cứ nhớ thì mới hiện hồn về lần đầu tiên được mới hiện về lần đầu tiên cho mình mới khóc không kịp nói gì hết khóc thì khi bả xuống là bị bắt lại lần thứ hai là lập cái bàn cúng theo lời hàng xóm người ta kêu thì lúc này mới về được lâu hơn báo mộng Thì bà vợ lớn tuổi rồi Lúc nhớ lúc không Lần thứ ba là gặp ông Be À thì lần thứ tư là lần này mới kể Thì ông Be ông nói vậy là Ở rừng này là có người chết đã lâu rồi Người ta giữ hồn ông lại là do ông làm cái gì đó ở đây Mà người ta không hài lòng Bây giờ phải bước qua cái thế giới đó Để xin những người chết đó trả lại xác Trả lại hồn là phải thế lại gì cho người ta à thì cái cái khi mà nói chuyện như vậy thì cái ông mà người dân tộc ông cũng hiểu được tiếng người kinh mình đó ông nói phải thế lại măng thế lại đồ rừng rồi nếu có tiền phải thế lại tiền thì người ta mới mới mới, mới trả xác về đó nhưng mà phải bước qua được thế giới của người ta thì cái chuyện đó không được à cái ông mà dẫn đường mà là, ông nói vậy ông người dân tộc đó thì lúc này ông bè mới để tôi làm đừng có lo thì từ cái chỗ bàn cúng á ông mới nói một cọng dây chỉ là ngang à sau đó là ông mới nói một cái cọng dây chỉ dọc thì cọng dây chỉ dọc dọc á ông dặn là người nhà của cái ông mà bị mất á, là cầm bên đầu bên này thì ông bè với lại các ông người dân tộc sẽ đi chung với nhau đi vô trong cái cái, cái thế giới đó để mà lấy xác của ông nhà ra Lấy lại mượn hồn ra Để mà thế chấp thì cầm thêm một ít tiền Tiền thiệt nha Chứ không phải giấy tiền vàng mã bình thường nha Tiền thiệt đàng hoàng à, Có một ít đồ bằng bạc Đồ đồng, bằng vàng, đó, đôi bông hay gì đó Là của người nhà gỡ ra nha Là gối trong cái bọc đỏ Rồi sau đó là một ít đồ măng rừng hoa quả để trong cái gùi Của ông dân tộc đó Để mà đi vô hướng đó Thì ông bè em có dặn người nhà đó là một lát nữa mà có thấy ổng ra nhưng mà ổng bắt cái ứng mà không giống cái kiểu này thì đừng có đưa cái đầu cộng chỉ còn lại cho người ta nha mặc dù thấy hai ông này bước ra nhưng mà không thấy bắt ứng đúng thì đừng có đưa cộng chỉ đưa là tôi chết chung với ông nhà luôn đó là hai người chết chung đó thì gia đình nhớ hứa thì lúc này mới đi vô cái thế giới đó thì ông bé ông nói là cái thế giới này nó kỳ lắm đầu tiên là ông bước vô à ổng đi đâu nói chừng 10 bước thôi là cả ổng và ông dân tộc không còn nghe động tĩnh hay thấy tiếng người đằng sau nữa quay lại thấy cảnh vật nó y chang như vậy chỉ là không có người và không có bàn thờ thôi thì đi độ thêm khoảng 20 30 bước nữa là mới thấy xác của ông này cái xác nằm ngay đó mà nó còn cái cái cái, cốt nó thối rửa rồi bạn à Thì cái hồn đang bị cột trong cây Đúng là những người xung quanh không bận đồ Thì phải quỳ xuống trả lễ à Phải đưa cho người ta giấy tiền vàng mã Là đưa vàng đưa đồng đó Mà không phải giấy tiền mà tiền thiệt à Từng cứ quen miệng giấy tiền vàng mã mà Này là tiền thiệt Bỏ xuống, không có nhiều các bạn à, Những cái đồng tiền nó không có nhiều Mà phải, phải bỏ xuống Nó luôn cả những vật phẩm làm măng, che gì đó mà đem xuống trả khi mà mình để xuống là những người đó họ bu lại các bạn mà họ trong hình dáng mờ ảo lắm họ bu lại thì cái hồn mới ra được cái hồn ra được thì hốt cái cái cái, cái cốt của ông này nó mới bỏ vô cái gùi hốt cái cốt bỏ vô cái gùi thì ông bé ông là lúc đó cũng cũng dở à, tại vì mình không có nghĩ đến cái chuyện mình hốt cốt mà mà suy nghĩ sao mà không mang theo bọc hay là bao ni lông hay là áo mưa rồi cũng được mình bỏ vô cho người ta đỡ lạnh lúc đó mà cũng gấp mà bỏ vô cái gùi thì sau đó là mình đứng đó cho đến khi người ta cho phép thì mình mới lần theo cộng chỉ đi ra à thì lúc này mới lần theo cộng chỉ đi ra thì khi mà vừa bước qua cái khúc cây thôi là thấy người ta đứng ở đó rồi thấy người nhà của cái ông chết đó, đứng đó rồi có những người người ta bên chính quyền người ta ở đó nữa thấy cái bàn cúng đi ra đi ra bắt cái ứng đúng cái ứng thì gia đình mới dẫn cầm cộng chỉ cho tới khi ông bước qua được cái rào ngang đó cộng chỉ ngang thì ông mới nói đây là cốt của ông nhà đem ra rồi hồn ở đây luôn là mới làm một cái bữa lễ rất là lớn ngay tại cánh rừng đó mà mới đưa cái cốt đó về thì đó là cái chiều mà ông be ông đi vô ông quay lại ông không thấy ai mà những gì ông thấy trong cánh rừng đó là mới vừa rồi thì những người ở ngoài cái cánh cửa đó, họ thấy cái gì thì họ thấy hai ông này bước vô tầm độ khoảng 10 bước khuất qua cái 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 khúc đá cái là không còn nghe tiếng động tĩnh gì nữa không nghe động tĩnh ở đây không có phải là mình có nghĩa là mình không thấy hay là mình không nghe gì mà cái là không nghe luôn tiếng chân người đi cũng không nghe Mặc dù là 10 bước cái là rất là gần. Tầm sải tay cũng là dịnh tới rồi mà chỉ cần đi qua cái khúc đá đó thôi. Là họ không nghe bất cứ một động tĩnh gì có người đi. Không còn nghe, không còn nghe tiếng nói, tiếng hỏi hang của ai nữa hết. Các bạn thấy ở rừng thiên nước độc ghê cỡ đó. Chỉ cần khuất qua một cái là qua một thế giới của họ rồi là không còn nghe nữa. Thì độ khoảng đâu là 10-15 phút đó, Không thấy hai ông này ra Thì có thấy ông be dòng ra à Nhưng mà ai cũng biết đó là ma hết trơn Bởi vì ông be lúc này dòng ra Nhưng mà ở trên cái bờ dai có máu Có máu Thì người ta cứ đứng người ta nhìn ổng thì không bắt pháp ứng Ông như có đưa tay Ông xin cái còng chỉ lại thôi mà chỉ cần người nhà không biết mà quăng cộng chỉ qua là ông này với cái ông vừa dân tộc chết luôn thì các bạn thấy nó chỉ cần chỉ cần là quăng cái cộng qua thôi là hai người đó khỏi trở về đó là những người ở bên kia cộng chỉ kể ha à, còn ông be là người đi vô nhìn lại thì những người này cũng mất tích nó chỉ cách nhau một cộng dây chỉ do mình căng mà ngay các bạn cúng thôi Hai bên là một hai thế giới rõ ràng Thì trong câu chuyện này Cái thế giới nó nó y chang thế giới bình thường chỉ là những người xuất hiện ở đó đều bị mất tích ở hai thế giới đó thôi trong một cái cánh rừng thì lúc bấy giờ ông b ông mới về cái làng nó ông mới gói ghém cái cốt lại à thì theo nguyện vọng của cái linh hồn đó là cái người nó muốn thiêu để đem cốt lên chùa bởi vì lúc mất nhìn thấy tàn nhẫn quá hồn mà nhìn thấy chính xác mình bị thối rửa mà do những cái con sâu con bọ nó ăn À, thì ông be này là ông mới nói gia đình đó là lúc bình sinh đó là ông nhà thích đi bắt những con côn trùng, à, thích ngâm rượu, thích bắt những cái con mà thú quý hiếm đó, để mà ngâm rượu uống để mà bồi bổ sức khỏe của mình. thì những cái người đó họ rất sợ nhìn thấy thân thể của mình mục rửa mà những cái đồ đó là những đồ quý ở trong rừng nó sản sinh có mùa và khi nó sản sinh ra nó cũng muốn nó được sinh tồn để sống chứ không phải mục đích phục vụ cho sức khỏe của loài khác khi mình bước vô thì mình không có tùy tiện hái bất cứ hay là bắt bất cứ con gì trong rừng sâu bởi vì người ta mới nói là không có được phá sơn lâm không được đâm hạ bá các bạn thấy những cái người mà họ có cái mục đích xây dựng thì lúc nào họ cũng bền vững họ đi vô rừng họ khám phá họ học hỏi họ gọi là kiểu như họ muốn cho những cái con vật nó sinh sôi nảy nở đó. họ không phải đem về bởi mục đích mà ngâm rượu hay là mục đích tàn sát thì không sao nhưng mà chỉ cần bạn bước vô bất cứ một cái nơi nào lạ mà bạn có cái ý đồ bạn săn bắt hái lượm những cái đồ quý thì trước sau bạn cũng gặp chuyện giống như cái ông trong câu chuyện của tân mà qua cái lời kể của ông chú be năm đó trong sớm mình thật ra mà nói những cái chuyện giống như vậy nó cũng không phải là hiếm à nó thường xảy ra trong rừng và những cái ao đầm nếu các bạn để ý là có một số bạn ở dưới những cái miền mà quê đó à có những cái khung giờ là tuyệt đối không có được đi bơi không phải muốn bơi giờ nào bơi mặc dù sông nước đầy <laughs> mà có những khung giờ tuyệt đối không bơi hoặc những cái hiện tượng là không bơi mặc dù nước nó không có cao nó tới mắt cá chân thôi à nhưng mà cái giờ đó mà thấy sao mà nó có cái gì đó mà nó nó lạnh lẽo hoặc là xung quanh không có ai á là đừng bao giờ bơi một mình thậm chí là ba mình năm mình là cũng không bơi nếu như mình không đủ kinh nghiệm hoặc là mình không phải là dân của cái vùng đó ngay cả dân vùng đó người ta còn không dám chứ đừng có nói gì mình là người xa mình đi tới thậm chí có những cái câu chuyện mà bạn thấy nó vô lý vô cùng nhưng mà lại có thật à, như mới đây à, tân có coi trên à, cộng đồng mạng tân thấy nó có những em đi bơi mà rốt cuộc là đi ba mà về hai đó thật ra cái đầm nó có tức là tân thấy mọi người đi xuống nó cũng chỉ tới đầu gối khi mà khi ra chút xíu nó lúc cái là lúc qua đầu liền à, lúc qua đầu liền lúc đó là chới giới liền Mà cái con sông nó càng tỉnh nó càng đáng sợ Cái khu rừng nó càng yên ngắn Nó càng thấy ghê Cho nên là Tân chưa bao giờ mà Tân kể những câu chuyện mình Tân khuyến khích mọi người đi tìm cái thế giới bên kia Hoặc là mọi người à, đi săn bắt hái lượm với mục đích là tàn sát những con vật Mà Tân đều muốn mọi người xây dựng để mà mình giúp cho tụi nó sinh sôi nảy nở ra các bạn thấy cái mức của cái ông trong câu chuyện này đó, nó giống như một cái sự quả báo nhân quả. Ông đi tìm con sâu chích mà. Ông đi tìm con sâu chích mà cuối cùng ông nhìn thấy chính cái cốt ông bị những con sâu nó ăn. Sâu chích hay không thì mình không biết mà ông nhìn thấy những con sâu, con dồi trùng bọ những cái con tới, tới tận hưởng cái xác đó. Mặc dù nghe xung quanh có người ta đi tìm mình đó đã là, là hồn ma nghe tìm mình rồi mà không có cách nào hiện hồn báo cho ai cho đến khi vợ là người thân tình của mình nhớ đó mới có cơ hội trong cái khoảnh cái, cái khắc quay về mới may mắn thì rốt cuộc tìm được cái ông be này nè Hả? ông mới giúp mang cái cốt về rốt cuộc quyết định là thiêu Hả? thì thực sự ra mà nói thì thiêu là một trong những hình thức để trừ tà cũng khá là tốt tại vì cái người đó nếu như mà mình chôn á, cái linh hồn của ông đó cũng sẽ nhìn cái xác mà uất hận à, kiểu như là bình thường ổng thương thân thể của mình quá ổng bồi bổ hàng ngày mà mặc dù ở cái tuổi đó thật sự tuổi nào cũng vậy tốt nhất là tập thể dục tân nói thiệt hồi xưa mà nói câu đó ra cũng hơi ngượng miệng thì mình cũng mập nhưng mà từ khi mình giảm cân mình biết tập mình xuống từ 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 rõ ràng sức khỏe tốt hơn tốt hơn rất là nhiều những ai theo dõi tân lâu các bạn sẽ thấy là cái chuyện sụp sịch mà cầm cái khăn giấy đó, từng nói hoài là nó không có còn tồn tại ở trên kênh nữa. Cái lời nói, cái âm thanh nó tốt hơn rất là nhiều. Đó là chuyện tâm linh nó lại vậy. Thì hôm nay là cái câu chuyện tân kể cho các bạn biết về một cái thế giới song song mà tân tin nó có tồn tại à, cho các bạn nghe à, đầu tuần ngày hôm nay. Các bạn thấy như thế nào? Cho tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh youtube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.